Hai bức ảnh chụp cảnh người phụ nữ cho con bú khi đang chỉ đạo xe máy khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chị này giật án để con trai ngồi trên ghế dành cho trẻ em và hồn nhiên bú mẹ. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, dân mạng đã xôn xao bàn tán. Có hai vấn đề gây tranh cãi ở đây, người phụ nữ có đang chỉ đạo xe an toàn và người mẹ có hiện đại khi cho con bú ở nơi công cộng. Nhiều chị em tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của người phụ nữ. Con đói thì phải cho bú chứ. Cánh con trai có cho con bú bao giờ đâu mà hiểu cảm giác con khát sữa no vật vã như thế nào. Bản thân người phụ nữ đó chắc cũng khó xử lắm, thành viên Nguyễn Dung bày tỏ. Thế nhưng, đứng trên góc độ cảm quan thông thường của người đi đường, một số ý kiến lại không ủng hộ. Chị ấy mãi cho con bú, liệu có tập trung giữ an toàn cho hai mẹ con được không? Nhất là khi gặp các tình huống xấu như khúc cua, đường xót thì khó mà trở tay kịp. Vừa bất tiện vừa nguy hại vô cùng. Nếu gấp rút quá, chị ấy có thể tấp gọn vào lề đường rồi cho con bú mà, một dân mạng bình luận. Đành rằng mẹ cho con bú là chuyện bình kém cỏi nhưng chuyện diễn ra giữa đường thế này thì không hiện đại cho lắm, thành viên đờ. Dân viết. Hình ảnh này vẫn đang hấp dẫn sự lưu ý trên mạng làng mạc hội. Hy vọng qua những góp ý của mọi người, chị em phụ nữ có thể tìm ra cách xử lý tốt nhất trong tình huống tương tự.